Mô hình trồng rau màu ở tổ sản xuất rau màu xã Tân Thủy, huyện Ba Tri những năm trước đây đều cho ra sản lượng tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Tuy nhiên, với tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, mùa khô kéo dài gây thiếu nước ngọt, tưới tiêu nên hoạt động trồng rau màu của bà con nông dân xã Tân Thủy hiện đang gặp nhiều khó khăn. Chỉ mới bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều người dân tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri phải đối mặt với khó khăn khi việc trồng màu không mang lại hiệu quả. Nhiều diện tích đất bị bỏ trống. Nếu năm 2022 tổng diện tích trồng rau màu của xã là 95,8 hectare, thì những tháng đầu năm 2023 này, diện tích xuống giống rau màu của người dân nơi đây chỉ còn 84 hectare, giảm 11,8 hectare so với năm trước. Nguyên nhân của sự sụt giảm về diện tích này là do mùa khô năm nay khá gay gắt, rau màu phát triển chậm, người dân phải bỏ công chăm sóc nhiều, chi phí tưới nước, bón phân khá cao, trong khi giá bán sản phẩm thì lại biến động liên tục, ảnh hưởng đến lợi nhuận sau mỗi vụ thu hoạch. Thay vì có thể trồng nhiều loại rau màu đang xen với nhau như những mùa vụ khác, thì mùa khô, nông dân chỉ có thể trồng được một số ít loại như ớt sừng trâu, rau má, hành lá, ngò rí, xà lách. Tuy nhiên, sản lượng và chất lượng cũng không cao. Chung là bây giờ là đồ nó cũng giá cũng không cao hơn, chủ yếu như rau má thôi, nào đó là mười mấy ngàn ký, bữa nay còn có 7 ngàn, còn như ớt là mấy hai mấy ngàn, nay còn 10 ngàn đó. Bị cái giá rau màu này nó bất bên lắm, nó muốn lên xuống à. Còn như mướp là bí gì giờ có 2 ngàn ký nhé. Nông dân năm nay nó cũng nhiều cái khó khăn vô cùng vì phân bón nó quá cao, thì trồng đồ thì cũng được chứ phải là không, mà phân bón nó quá cao thành ra cái giá cả thị trường nó mất, nó không có được giá, thành ra cái đầu ra nó quá tệ, thành ra nông dân rất nhiều khó khăn, trồng không có lãi. Thì nói chung mùa khô thì trước nhất là cái nguồn nước, nói chung thì nguồn nước ở đây thì cũng nước ngọt tương đối được, mà khoảng cái là mình phải chuyển đi xa, chi phí nó tiền điện nó cao quá, mà lại bán thì cái giá nó thấp, thành ra nông dân cũng hơi sống vất vả. Theo dự báo của các ngành chức năng, mùa khô năm nay sẽ kéo dài đến tháng 5. Do đó, Hội đồng Nhân dân xã Tân Thủy cùng các ngành chức năng khuyến cáo với người dân cần xây dựng các biện pháp bảo vệ rau màu trước mùa nắng nóng gay gắt, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật và áp dụng các hình thức trữ nước ngọt hợp lý để tưới tiêu một cách có hiệu quả trong quá trình trồng rau màu nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất. Thì ban thường vụ chúng tôi là có cái xây dựng kế hoạch rồi vận động bà con nông dân bằng cái cách là chúng ta sẽ là bơm nước từ cái vùng nước ngọt, cho nên chúng tôi là đặt cái bồn tưới từ ở trong đó kéo ra tới ở ngoài này có thể từ 2 tới 400 mét. Rồi ở ngoài này chúng tôi sẽ vận động bà con xây một giác một cái hố là khoảng từ 4 mét vuông hoặc 6 mét vuông, rồi tỉ bạc, rồi bơm bồn tưới từ đó ra đó rồi bơm truyền lên đó tưới cái nữa. Nói chung cái phần mà trữ nước ngọt để phục vụ cho cái rau màu trong hạn mặn như vậy là tôi thấy có đạt hiệu quả cao. Nghề trồng rau màu luôn đóng vai trò chủ lực trong phát triển nông nghiệp của xã Tân Thủy suốt nhiều năm qua. Nhờ vào nghề này mà nhiều hộ dân trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với tình hình nắng nóng như hiện nay, người dân xã Tân Thủy không mấy mặn mà cho mùa vụ sắp tới.